Xin chào quý ông bà cô chú và các bạn nha. Hôm nay đi sau vườn đào khoai mì. Cái củ khoai mì nó cũng bự lắm mà. Nó lồi lên nè. Trời ơi, nhiều nhiều quá anh. Mài ra mà đâu có còn nhiều đâu. Trời ơi, cái góc gì mà khủng khiếp vậy. Trời ơi, bên kia cuối này canh canh nha chừng. Hả? Mới chồng rồi đấy, cái cũ. Lại nhỏ phủ cái này nè hai. Quá trời bự nè hai ơi. Nói không? Trời ơi. Thôi được có con củ nó ngon như cây cây không. Cây không mà bạn. Củ nó được thôi nè. Nhỏ chữ heo đi. Khủng khiếp thiệt chứ. Ồ, bự dữ vậy hai. Mì vàng làm sao hai? Nó màu vàng á. Ăn nó dẻo hay là nó bột? Chị làm á. Trời ơi, củ dữ vậy. Bự đó nè. Nè, cái màu nó trắng nó có đỏ nè. À, cái cây khác. Cây cái khác nè. Trời ơi. Ủa gì kỳ vậy? Ủa, chứ mà chồng còn nhánh hơn ai nhánh vậy? Chặt lại ghim tiếp hay. Bẻ cái cây nữa đó. Còn không? Còn cây nào nữa không? Phải khoai mì kè hả? Khoai mì vàng là kêu khoai mì gì đó. Lon hay khoai? Khoai mì kè là khoai mì thứ mình nè chị. Nào nó có củ cái mình chặt cái cây nó đó. Lon thái vậy. Trời, này cây không gì nè. Cây xấu á, nhưng mà cây không. Có không? Có không? Rồi sau khi mình chặt khoai mì, chị Hai với chị Tư đang lột thì giờ mình đi mình chặt chuối. Đây có con trái nó chín nè. Giờ mình sẽ chặt nó. Rồi như vậy là mình chặt được buồng chuối. Nó chín háp háp được con trái nè. Cái này nó bị gì? Cái bánh này có nguồn gốc từ Trà Vinh hả ta? Trà Vinh có làm bánh này hả? Trà Vinh đó. Ừ.
bữa mua đem về đó. Ai mua ra chị Năm hay là chị Huy ta? Cái hay cái gì à? Khoai này nó già quá, có củ nó xích sợ. Làm cái trái nhỏ 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 vậy đó, ngựa trái trái vậy em. Này gấu mình như nguyên đồ bánh mì ăn chắc chết. Thay vì mình lấy gạo thì mình lấy phơi mì hả? Lấy nếp và không nếp mình phơi mì. Phơi mì nó cũng dẻo vậy đó, nó ngon hơn nếp nữa. Cái này mình ướp đường vô nó mới đỏ đúng không? Đúng. Cái này nấu có lâu như nấu nếp không ta? Muốn chuối đỏ thì mình hấp lâu, chuối nó sẽ đỏ. Mà chuối này có thời gian nữa, hôm qua ướp, hôm qua ướp cái tối hôm qua, ướp một đêm á là nó đỏ nhiều hơn nữa. Chuối màu à? Chị đất ơi, chuối kho à hả? Dằn vô tí muối. Cái này thì cắt hay nhỏ nhỏ để mà mình bỏ vô cối sinh tố mình quay cho nó cho nó nhanh. Nó chạy thêm nó cũng xuống đi. Đây là có hai loại phơi mì, phơi mì trắng và phơi mì vàng. Phơi mì vàng là giống chị Hai chứ sinh đâu. Phơi mì này nấu ăn nó dẻo lắm. Nó kêu là Đài Loan hay là Thái gì đó. Hai cái đó mà. Không phải phơi Việt Nam. Đài Loan hay là Thái gì? Phơi Việt Nam nó trắng. Cái này mình nấu nó vàng ẻo à. Chị chừa củ này chị hấp chị ăn coi. Vàng nó nấu vàng. Chừa khúc trên đây nè. Khúc trên đây nó bị cay. Cay. Nấu chung với bánh á. Rồi bỏ nguyên củ vô. Hai mì vàng này mà nguyên loại vàng không hấp nó vàng lắm. Với chị xuống chị Nằm với mua cái này nè. Mắc mua phơi mì vàng à. Chị Năm mày mua trồng cái giống trồng đó khúc, có một khúc gì 2.000 hay gì đó. Mua người ta nấu sẵn á. Quên nữa, cái phơi mì này mình lột vỏ ra mình ngâm một đêm rồi ngâm vô nước á. Có nước bỏ muối không ta, ngâm nước không đúng không? Vậy là có bỏ một chút xíu muối à. Ngâm để cho nó ra bớt cái chất độc. Thường phơi mì á, cái vỏ phơi mì là cực độc nha. Cho nên mình lột vỏ ra mình ngâm nước. Nhuyễn à. Nhuyễn dữ vậy đó ha. Nhuyễn giống như bột vậy đó. Nhuyễn hơn mình mài á. Cái này sao có sinh tố cho nên có bỏ nước vô cho nên nó nước nó nhiều. Còn ở đây là bào nó khô. Nó khô nó ít nước hơn. Giờ mình phải bỏ vô cái khăn thay mình dắt cho nó sạch nước. Cái nước nó mình bỏ à. Mày chế ép trái, còn ép trái mày trừ nguyên thế thôi, làm cái nào ngon. Cái phần nước mà mình dắt xuống như vậy nè.
để hòn lắng xuống xong mình đổ cái phần nước nó còn cái cặn ở dưới là bột, bột nó rất là mịn luôn, là tinh bột mì. Cái này mình xay chắc là nó lắng nhiều hơn á, tại nó nhuyễn á. Lấy cái bột nó trộn vô đây. Nước cốt dừa mình bỏ vô rồi mình có dắt cho sạch hay không? Nước cốt dừa mình bỏ vô đó rồi nó có nước rồi sao ta? Đâu, lấy cái cốt dứt thôi à. Lấy cái cốt dứt à. Này là trời nắng, ủa lộn, trời mưa mình không có phơi được, cho nên là mình hơ lửa cho nó héo để gói nó không bị bể lá. Chứ cái lá mình phải phơi nắng chừng khoảng 15 phút hoặc nửa tiếng. Cái mấy cái mọng dừa này mình dưới đây bỏ lên bỏ xuống cho thằng Tâm nó ra chợ nó mua nó ăn. Được rồi. Thôi bữa nào mình xuống đây tôi cho mày ăn lòi bán hồng. Mọng dừa mà đi mua ăn hả? Mà nó mua mọng bự không chứ phải mọng nhỏ đâu. Phào ăn gì? Chắc chả ít dừa hay sao? Chả ít hốt nốt. Cái mọng dừa ăn có ngon lành nhiều quá ăn trời. Ừ, ăn. Phào vậy tao. Thiệt là mọng bự vậy hả? Phải mọng nhỏ mình ăn nó còn ngon, mọng bự vậy nè. Chủ yếu ngoài ngay shop đó. Trời mưa không biết chuyện gì làm, chặt lá chuối vô nướng chơi. Em bắt về động cái dưới nữa, nọt cái dưới hấp tí nè. Còn sao sao mà nó lục cục vậy nè, chuyện mày quay nó còn sót lại nè. Mấy cái cục nó đánh không được đó. Đó, cái bột mịn đó nó mới tuyệt vời đó. Trắng tươi luôn. Trắng như bông gòn vậy. Tinh bột. Cái nước cốt này mình lấy chất lượng là cái này là 1,5 trái dừa. Cái này theo 2 trái thì cũng được, mình chỉ dắt một lượng nước dừa đủ thôi. Chứ tại vì trong kia mà mình để nhiều nước mình gói nó bị chảy thì làng hết. Cái đó là bột năng khoảng chừng 100g. Bỏ vô cho nó có độ dẻo dẻo á, chứ phải mì không thì nó hơi... Phải mì này đâu phải là mì dẻo, mì nó hơi bở bở một chút. Trong đây gồm có phay mì, bột năng nè, nước cốt dừa. Rồi để miếng đường, miếng muối vô nữa. Lấy đường muối không lấy ra? À, lấy ngay sẵn là để vô. Cái này theo mình á là... bỏ thêm đậu xanh, mà đậu xanh mà đậu xanh gì đậu xanh ruột á, đậu xanh ruột á là im lắm ạ. Ngon lắm ha, nó có vàng vàng luôn. Đường muối, đường mình nêm chút vừa ăn thôi chứ không có nêm ngọt, tí xíu muối. Cá hường nó ăn quẩn 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 nó cái chuyện đó rồi.
Cái này lúc mình hấp ra là mình ăn chứ đâu có ăn cái gì nữa hả ta? Có chuối rồi hả? Chuối rồi. Đó giờ mình mới làm này lần đầu ha. Bánh tét gì thì da bằng nếp. Con này bánh tét da bột mì. Khoai mì, dưa rồi. Bỏ màu xanh vô luôn hả? Quấn chuối ha. Còn dư cái này thì mình để màu xanh lên mình quấn vô cũng được đó. Màu xanh đó. Màu xanh với mình hấp sống màu xanh với mình cắn chung bên này bên kia vậy đó. Mình chỉ bó lại hết cho chuối vậy, chuối nướng gì? Này là chuối phơi mì nướng. Ủa hấp chứ. Nè, ta vậy là hai đó. Vậy là cái gì không có bột dây hả? Hả? Thì làm gì đơn giản vậy? Rồi đó là bột dây bột dây chở chả chả gì. Trời ơi, chứ không phải nói gì là bánh tét hả? Cái đồ bánh tét biết nào chính. Không, người gói đồ bánh tét nhỏ đúng không? Ờ, như là bánh tét nhỏ vậy đó, đẹp. Nên anh buộc chưa? Ờ, nó làm gì giống như bánh cắt, bánh cúng, bánh gì. Nó có bánh nước cho, tà gấu. Chị muốn gói như bánh bánh như bánh tét á, thì nhỏ vậy cũng dễ thôi. Thì em là nhanh gọn mẹ đúng không? Kỳ quá, cứ quấn thì xong. Cái này trái luôn ha. Rồi làm bự luôn rồi, rồi cái bự cái nhỏ hấp rồi rồi sao mới chín được? Mò bột nó mỏng như nhau mà nó chỉ dày thôi. Vậy nè khó lắm. Cái nhỏ nó bánh tét nữa gói đầu rồi cho nó vuông kìa. Giống như đầu bánh tét vậy đó. Nó kêu là bánh tét phơi mì. Cái này là kêu phơi mì hấp chuối hả? Không phải là bánh khác đâu. Như là cái gì? Bánh tét phơi mì. Nhìn. Chuyện làm này là cái gì? Khoai mì quấn với chuối hả? Khoai mì chuối hấp. Khoai mì chuối hấp vậy? Tao không có biết gói bánh tét mà tao biết tao gói chuối hấp khoai mì. Ai gói sẵn còn bột thì được. Bây giờ làm quấn như chị thì làm được. Vinh rồi mày. Quấn vô xong rồi. Có hai miếng mình chở cho chả là được. Cái gách này nó còn kia. Để ta bổ cái chứ.
muốn té rồi. Chị thấy mấy gì hay? Nó đầu muốn té nó đẹp. Này quá quấn. Đầu. Này giống như gói bánh cắp á. Ủa cái này. Cái này mà còn thiếu bên lá nữa thì bên này. Ừ. Thiếu bên. Nó không có vuông nữa. Bên kia nó kẹt. Cho nên buồn. Thôi gói vậy đi. Gói như vậy hát biết nào trời. Nó cũng mỏng mà. Mỏng nó mau chín cái đó vậy. Này, làm thêm một cái lá này ngang qua đó nữa đi cho nó đẹp. Cái khôi tới nữa rồi. Gì vậy hai? Là làm con miếng vậy đó hả? Thì miếng nữa chứ. Người ta gì nè, hay làm sao vậy? Vậy đó mới nguyên trái chứ. Vậy đó hả? Đi ba. Rồi chạy giò. Trời ơi, ụp lại. Hồi hay cắt ra nó mới nguyên trái chuối, nó mới đẹp. Còn cái lá chuối này thiếu rồi. Miền Tây hai mùa mưa nắng. Lên đây. Ta lấy đồ bánh tét đi. Lột ra đây. Sẵn người ta làm rồi, cứ lột. Làm đi, làm dẹp dẹp đi, bánh gói được rồi. Làm thử một đầu, thử sao mà. Làm đi, gói bánh tét không lâu không? Này như cái bánh gói nha. Ừ. Vậy chứ bột không có nhiều. Nên nó ít bởi nó phồng phồng ở trong á, nó không có dẻ. Nó cần phồng. Thôi đi nhúng lửa.
Chuối nó chín sẵn rồi mà chị. Là một sửng một là ba màu hả? Ừ. Chuối nó chín sẵn mà mình hấp lâu nó mới đỏ, nó chín chuối trong. Hấp. Cái này là làm phê mì hấp, đây còn dư cái bột phê mì nè. Màu trắng nữa kìa. Ba màu. Trắng xanh. Cái kia nấu tới 3 ngày mới chín. 3 ngày 3 đi. Ngoài trời thì đang mưa, lòng người thì lưa thưa. Không làm gì vậy? Đắp bờ đê. Sao không làm cho nó dẹp ra rồi tính chính giữa màu xanh rồi cái tay rồi cái gì à? Cái gì thì màu làm bự quá rồi cho em 5 phút đó. Chắc cầu hai mâm quá. Còn dư quấn nướng đi. Còn dư quấn lá chuối nướng. Cái này nè, dặn cái gì bên ngoài. Cái chượng lỗ cho nó thoát hơi lên nha. Nè vòng vòng cái gì không nghe nè, như để thoát cái mồm nữa rồi. Cái này là cái bánh gì? Bánh phai mì. Bánh phai mì chính xác. Mưa gió chúng ta làm gì? Mưa gió chúng ta hấp bánh ăn thôi. Đâu. Cái này nước chưa sôi chỉ hấp cầu nửa tiếng nữa. Còn dư nấu chế mà.
này là quần quấn lá chuối giống cái bánh cắt bánh viện. Hai củ khoai mì để ra đây hấp dần tư luôn. Và đây là một cái bánh cắt ra, cắt cái này nè, một cái cắt ra. Thấy nhìn cũng đã hèm hèm. Cuối cùng bánh đã chín. Ngon quá, ngon quá. Chú nó không đỏ lắm hả? Ủa đỏ vậy rồi, được rồi. Chưa biết mùi vị thế nào. Nặng thiệt á. Rồi mời các bạn người ăn miếng nha. Ai ăn bánh này, ai ăn bánh này. Thử miếng nó ra làm sao. Phải lột ra luôn coi cái khoai này nó có mịn không. Wow, mịn thiệt nè, mịn ha, y như nếp vậy đó, mịn hơn nếp nữa. Không nói nên lời, ngon thiệt luôn. Quá trời ngon luôn. Mai mốt anh chị nào á có mốt, khoai mì á làm giống cái này mình gói bánh ít cũng có được á. Cái này làm giống cái chuyện vậy nè nha. Cái chuyện quần quấn lá chuối về cái đầu lấy dây quấn quấn là xong rồi. Cái này mình gói như cái bánh ít cũng được á. Được được. Bánh ít. Bữa chị nằm dưới ai cho chị cái bánh ít khoai mì. Bánh ít lộn khoai mì đó hả? À. Có mà hình như cái đó có mà. Ở trong đậu xanh nè, nha. Nè. Nè cắt cái đoạn này. Không cái này á, cái khoai mì mình trộn với đậu xanh là ăn ngon nữa đó. Ừ, nó còn béo nữa, bùi của nó ngon đó. Không, của chị Năm là ở dưới bánh ít và bánh ít á. À, rồi làm cái gì nè, nhưng mà ở trong là nhân đậu xanh. Nhân đậu xanh. Nè anh khoai mì dẻo như nếp luôn nè. Hồi cái của mình gói nếp nó nhiều rồi nè. Để hai miếng chuối ngược không đẹp nè, thấy chưa? Đâu phải ụp lại. Cũng đẹp nhưng mà giống như cái bông cái hoa rồi mày. Con bướm gì đó mà em nói không đẹp. Trời ơi. Chị hai còn binh nữa. Giống như bướm thiệt chứ bộ, đẹp lắm. Ai gói đồ này? Nhìn á. Anh nói anh ăn đòn này nè, em thích chuối mỏng mà cái này nếp. Thôi ăn vậy đâu biết thêm mì đâu không vậy? Ừ. Dễ quá chứ nếp luôn. Bữa nào mà đám mình làm kiểu này bữa cho bà con cô bác ăn hả, ai cũng hết hồn. Thôi mì đâu nhiều là mua. Ở nhà mua thêm. Ủa đi xuống dưới Năm nhỏ một cái hả? Dưới Năm mày, kêu Năm mày đem về được á. Hai cây à, dưới Năm nhỏ hai cây là ăn cả làng. Cái này nó dẻo như nếp rồi bộ. Nãy em thấy cách em nhấn thử rồi, dẻo quá trời dẻo. Cái này nếp Thái mà. Nếp Thái nó dẻo mà. Ngon ha. Cái này hay. Trong gieo luôn nè. Hay là có mấy củ khoai mì Thái nó dẻo mà. Không biết.
Chắc có mấy người phơi mì vàng á, thấy nó hơi bột nó không được trắng, nó vàng vàng do phơi mì vàng nè. Có mấy củ phơi mì vàng vô á. Bây giờ cho em thử rồi với bộ nó cái này là cái gì, nó nếp tiền anh nói phơi mì. Dẻ quá trời dẻo. Đưa em ăn em biết. Em biết phơi mì. Mình làm thì mình biết rồi mà cái người không có làm chứ để cho nó ăn thử. Này nó trộn vài hộp đậu đen vô nữa hay. Đậu đen nó ngon mà đậu xanh đâu. Này trộn đậu xanh nó ngon hơn. Đậu xanh mà đậu xanh không có vỏ á. Xanh đục vỏ rồi hả? Ngon lắm. Để vô nữa chắc ngon ha, có đậu xanh thì nó ngon. Cái này mày ngon hơn cái hấp à. Chú này mà ớt qua đêm á nha. Nó còn nhỏ gì nữa. Tặng em nè. Rồi, cảm ơn. Ăn hết. Mình gói mình ăn hết đi. Cắt ra. Trời, cái bột nhiều ăn ngon, không tin ăn thử đi. Cái kia chuối không à, ăn nó ngọt ngay. Cái bột này nhiều ăn nó dẻo dẻo à. Ngồi cà phê ăn chuối nhiều, mỗi người nữa thích. Gói bánh mà đánh dỗ rồi gói ăn. Mình gói vậy nè, nó có đôi lẻ nữa, nhỏ nhỏ vậy nè. Cái về cái biếu cho mỗi người 5 cục. Trời, 5 cục. 5 cục nhiều à. Nó cục bự à. 5 cục ít chứ bự gì mà. Nhưng để anh hết không hết chị đem bán coi. Ba cái nó ít hơn. Bằng cái nó ít. Đây nè, 5 cục lại nhiêu đây nè. Trời ơi. Có một người một cục màu hà. Đi nắm vỏ về kêu dằn quả. Năm người đó là cái dựng cục cách cần đen mà. Không có. Thêm cái khác nữa. Cái này làm nó cái này làm cực. Không có cực, có mài cực à. Thì mài cực đó. Nút gói khẽ ghe à hai. Gói quấn, nó nhanh. Quấn ngay xong. Tại ớt cá chuối lại quấn xong. Đơn giản nè. Đi đào phơi mì nè. Cái mài ở đâu à. Lột phơi mì nè. Rồi đi mài hoặc đi xay xong rồi dắt nè. Dắt nữa. Nói chung á, nó khỏe hơn bánh tét được một chút. Thổi xào nếp. Cái xào nếp lâu quá. Xào nếp xào nhân rồi đó. Thôi, cái nào cũng có ăn thâu nhưng cái kia xào nếp cái này thì mài dắt. Nhưng mà có được cái là hấp hấp với gói khỏe không? Hấp mèo. Bỏ có sinh tố xay khỏi mài. Cái này nó đỏ nè. Như vậy là theo chị hai chỉ nói là chỉ hấp tới hơn một tiếng đồng hồ. Đúng ăn mà. cho chuối nó đỏ. Rồi chúc các bạn làm thử thành công nha. Vậy mà hẹn gặp. Nó chuối không có hao lá. Gói này không có hao lá. Miếng lá. Miếng lá chuối à. Rồi không có lá chuối thì sao? Không có lá chuối thì bó tay luôn. Không lá chuối thì hấp. Để đó. Vô cái sửng cục vô. Mình dắt lại cho nó chặt rồi mình hấp hả? Dắt cái này dễ ổi à. Dễ hơn là dắt chuối nướng hơn. Dắt mà tới đầu là nó dính tới đó. Nó không có bị xúc ra hả? Nó chặt vô. Như làm này đừng có cho nó nhão. Nhão là không được. Nó vừa tay cho nó vừa tay. Rồi hẹn gặp lại các bạn vào video sau nha. Ăn bữa ngán xong rồi quay qua ăn bánh. Nãy giờ còn quên nữa, chưa ăn bánh này nữa. Quên mâm bánh này. Bánh này nếu mình muốn cho nó. Ủa sao chị không cắt nó vô vậy luôn? Cắt từ gốc á hả? Bánh này có trộn nước cốt dừa vô rồi nhưng mà muốn ăn ngon hơn thì thắng nước cốt dừa. Thích nước cốt dừa nữa thì thắng thêm vô. Mọi người nhóm cánh gì vậy? Nửa cắt rồi cắt gì luôn đi. Hương liệu tự nhiên nhà trồng. Này chỉ có tốn tiền mua đường. Tốn tiền mua đường. Chỉ có đường thôi à. Tốn tiền đường à. Tốn tiền muối. Mì nhà, lá dứa nhà, qua đậu biếc nhà, dừa nhà. Mình thử là ngon không?
Rừng giống giống như kia vậy. Thấy không? Giống nhưng mà nó không có chuối. Không có chuối. Ngọt không? Tại vì nãy thì đường kia có chuối mình để ít đường lại. Ngon. Cái này nãy bỏ bột thêm nhiều hơn nữa nè. Nhiều hơn chút. Ngon vừa vừa ăn ha. Ăn này khỏi không có. Ngon quá anh ta, miếng quá à. Ngon quá, thêm miếng nữa hả? Mềm. Cái này có màu màu cháy gắt nữa là nổi đẹp lắm. Này xanh cháy gắt á, thêm bắp nhiều nữa ha. À, nổi đẹp. Rồi mà công nhận màu cháy gắt nó nổi bật thiệt á. Mà không có cháy gắt, nhà mình không có trồng cháy gắt. Có trồng mà chưa có trái. Hôm trước nó bò trên cái cây cây gì? Bú sữa. Bú sữa. Ba bức bỏ rồi. Rồi mỗi người miếng nha. Lượng miếng là này. Chắc không đủ chia quá. Đủ mà, nhiều miếng lắm mà. Còn cái này mà một người chỉ được có một cục thôi. Cái này người ăn được nhiều miếng nữa. Chiều chị Tư về ăn chắc mất tượng. Hôm qua quá ngồi. Thấy là lạ sao không dám ăn. Nó nói làm luôn ha, tao đấy. Để ngày mai nhà tao làm, mời em đi làm rồi. Nói thì mày đi làm đi, tao làm về rồi ăn. Ăn thử là ngon không? Đây là củ khoai mì vàng nè, còn lại khúc chị Hai chỉ bỏ vô nồi chỉ hấp ra nó vàng khè luôn. Hồi còn sống thì nó không có vàng hung, mà hấp xong nó vàng vậy nè. Nó dẻo. Vô ăn. Ơi, cưng quá vậy. Ăn đi đó bụng. Ăn cho có vitamin C. Ăn đi chắc ruột nhiều, ăn cơm cho nhiều vô. Trời ơi, cái nào. Chó mà ăn bưởi cười hả? Nó không được dẻo. Cái gì nhớ không? Tại nó bự, nó già, cứng. Ở ngoài dẻo, ở trong nó hơi sọt.